Hello anh em, nay Hưng Nguyễn quay cận cảnh cho anh em cái chạy khu ở nước ngoài ha, chạy số 3 mà Hưng Nguyễn thường quay YouTube á. Nay quay cho anh em mình coi, lâu rồi không quay. Bữa giờ lo quay chạy số 4, chạy mới không nha anh em. Đây. Để quay siêu phẩm cho anh em mình coi, tại vì đó. Nhiều khi là quay chạy ngoài, chạy trong thì mà chưa có cho anh em coi ha. Để mày gõ cho anh em mình coi lắm. Làm sao cái bé này thì tại sao có nhiều anh em hỏi là cái con tròn nó tầm mấy ký mà 7-8 ký sao không quay cho anh em ta coi hả? Anh em thấy góc độ nó dài không, anh em nó đi nó lớn hết hồn không hả? Bé này thì nói chung là chạy bên em còn khoảng 20-30 con anh em, 20-30 con hàng này thằng VIP thôi, 8 ký mấy, nhưng mà ít có khi nào em quay bán lắm. Đây đem qua đây 1-2 con cho anh em coi trải nghiệm chơi. Anh thấy không? Đó. Bé nó đi nó lớn như thế nào để em khiều nhẹ nhẹ cho anh em coi ha. Đó. Rồi ok. Đi ra con chào hàng cho khán giả xem. Mấy anh em mình trải nghiệm. Anh thấy không? Đây nó đi nè. Anh em nhìn góc độ cái dài khủng khiếp không? Đó. Anh em thấy không? Nhìn cái hàng thì anh em cũng đã biết đánh giá được cái hàng nó như thế nào anh em ha. Nói chung hàng bên Nguyễn thì cái số lượng nó 8 ký ngoài thì còn mấy con thôi nha anh em, không có được nhiều đâu anh em. Đó, hàng. Thôi để em di chuyển vô cái chạy bên trong mà em thường hay quay. Bữa giờ lo quay chạy mới không. Thì có nhiều anh em hỏi, ủa chạy mới là chạy cũ có còn hàng không? Thì em xin thưa là còn nha anh em. Đây, chạy này là em thường xuyên quay cho anh em mình coi. Có nhiều anh em hỏi thì Hưng Nguyễn quay gõ luôn. Đúng, anh em thấy không? Hàng bên mình thì còn rất là nhiều anh em. Tại vì mình ra chạy ngoài, mình đang làm thì có bao nhiêu mình làm bao nhiêu anh em. Đó. À, siêu phẩm hàng hàng của mình. Sao nó dính gì đây ta? Không được gõ lắm. À cái góc này á. Ok, tại dưới cái góc góc máy này nè. Nó hơi không được rõ. Em ha. Nó di chuyển quay vào thế. Ok, quay gì thấy rõ hơn. Nè ha. À, anh em thấy không? Hàng này thì hàng này là anh em lưu ý nha, cái số lượng hàng này là nó còn cũng khoảng tầm 40-50 con hàng này em ha. À. Chạy này thì anh em thường hay thấy Nguyễn quay á trên YouTube hoài đó, thì nay Nguyễn quay lại cho anh em mình coi cái số lượng. Nguyễn nhắc lại ha, cái hotline của Nguyễn thường bán anh em ha là 0911 115 19 anh em ha. Đó, cái chạy này là em thường hay bán, nói chung ra là ít có hôm bữa giờ quay chạy mới không à. À anh em cũng có nhiều anh em comment lên hỏi là chạy số 3 đâu mà thường lúc trước bán quay chạy số 3 là số 4, chạy số 4 mình đang làm rồi sao mà chạy số 3 không thấy quay. À, anh em họ cứ hỏi hoài à. Hôm nay em quay cho anh em mặt mí anh em mình coi ha. Đó, số lượng hàng rất là đẹp anh em, thon dài nha anh em, tất cả hàng của mình là bé này, hàng baby này, thon dài. À, bé nào như bé đấy anh em, cực kỳ dài đòn. Hàng này cực kỳ đẹp anh em. Anh em nào cần hàng baby cứ gọi trực tiếp hotline Nguyễn 0911 1519 anh em ha. Rồi Hưng Nguyễn chào tất cả anh em ha.